Hello, xin chào toàn thể nha. Anh em đã có trở lại với kênh Thoải Mãi nha. Hôm nay Thoải Mãi có một con máy cửa sách Titan 020T cho anh em. Thì cái con này thì đó là cái dòng tay cụt mạnh nhất trong các loại nha các bác nhá. Không có loại nào mạnh hơn được cái dòng tay cụt 020T này nữa. Đó, thì cái loại này thì dành cho em nào mình xài chuyên nghiệp. Mình cần những dòng máy cưa tay cụt lớn để mình lên những ngọn cây to mình cắt chuyên nghiệp. Đó, và độ bền cực kỳ cao. Thì anh em sử dụng con này nhá. Con này thì dành cho anh em thợ cưa chuyên nghiệp nhé. Còn anh em là mình xài gia đình thì mình nên lựa cái dòng máy tay cụt khác, nhỏ gọn hơn, nhẹ hơn. Thì con này là cái dòng 020T thì rất là nổi tiếng thị trường Việt Nam mình và rất là hiếm nhé. Vì dòng này giờ nó ngưng sản xuất ra loại mới rồi. Thì giờ chỉ còn những cái con hàng bãi đẹp như thế này thôi nhé. Đó thì anh em nào mình có nhu cầu sử dụng con này thì liên hệ trực tiếp qua số 0345 05 39 nhé. Con này thì mạnh hơn tất cả các dòng Echo, ngay cả con Estin mới đập hộp 194 mới giờ cũng không có cửa để so sánh với con 020T này em nhé. Đó, con này thì bít tông 40mm lốc nhôm, vòng tua cực đại. Đó, vòng tua cực kỳ mạnh luôn. Đó, tất cả đều bao zin hết, con này thì hàng đẹp sưu tầm luôn nhá. Anh em nhìn máy đã biết rồi, cực kỳ chất lượng luôn. Đó, tất cả như mới. Đó, con này mã số series là 12941525251 nhá. Anh em nào mình ưng con này thì liên hệ qua số tại 0345 05 39. Con này thì trọng lượng là 4 kg, hơn 4 kg, 4 kg 3. Đó là lam của nó là dài 40 trừ chân đốc còn được 35. Máy bao rin hết từ A Z, nòng 40mm, lốc nhôm cực mạnh. Đó, tất cả các dòng tay cụt không có cửa để so sánh với con này. Anh em nào đã từng sử dụng con này hoặc là nghe người khác giới thiệu thì đã biết nha. Đó thì con này thì bên em đang bán với giá là 7.800.000, hàng đẹp nha. Đó, kiếm một con đẹp như này thì đỏ mắt, hơi hiếm nhá. Đó, dành cho anh em nào mình thích sử dụng loại này nhé. Còn thì bên em phân phối rất là nhiều các dòng tay cụt khác giá rẻ hơn. Đó, thì anh em nào mình ưng con này thì liên hệ qua số điện thoại giúp em nhé. Giá chỉ 7.800.000, bao ship tận nhà. Cam kết anh em con máy Estin 10.000.000, tay cụt 194T không bao giờ khỏe mà con này được nhá. Đó, con 10.000.000 đắt hơn rất là nhiều luôn, cũng không có cửa để so sánh với con này. Đó, con này thì chất lượng máy đẹp. Đó, và nhân nào ưng con này thì giá 7.800.000 nha anh em nhé. Đó, giá không bớt và bảo chỉ bao ship tận nhà thôi nhé. Đó, tặng kèm cho anh em gồm ở rũa xích, tim ở buji, tô vít chỉnh. Máy thì cam kết anh em là full rin từ đầu đến đuôi và có ảnh chụp cận cảnh bên trong nòng rồi bít tông rồi, chung là không phải suy nghĩ luôn nha anh em nhé. Bỏ ra đồng tiền xứng đáng đồng tiền luôn nhé. Đó, cái gì cũng có giá của nó, thì anh em nào mình ưng thì liên hệ qua số điện thoại giúp em. Bây giờ xin phép test nổ cho anh em nghe cái máy nhé để biết tại sao mà nó là mạnh nhất. Đấy, anh em nghe tiếng máy là biết rồi, máy nó nghe nó nhức cái tai luôn nhá. Đó, cực kỳ mạnh luôn. Rồi xin cái test nổ cho anh em nghe tiếng máy nhá. Này, số lượng có một con này duy nhất thôi nhá. Đó, trước có hai con mà bán mất một con rồi, còn một con nữa thôi. Đó, anh em nào thì liên hệ qua số điện thoại của em nhá. Tất cả các dòng tay cụt 192, 193, 194 thì không có cửa để so sánh với con này. Ngay cả con Echo mới 3600T mới cứng cựa luôn cũng không có để độ khỏe để so sánh với con này và độ bền, thì anh em khỏi suy nghĩ luôn nhá. Nó tại sao mà nó lại đắt cái đó, bởi vì nó ngon cực kỳ luôn. Rồi chấn nổ luôn. Cực kỳ mạnh, không có cái dòng tay cụt nào mà được so sánh được với con này hết. Đó, em cam kết anh em trên trường luôn. Đó, vì dòng này nó ngưng sản xuất rồi, nó là đời trước, bây giờ nó ra những dòng đời mới 192, 193 thì giá nó rẻ hơn. Đó, nên là anh em nào mình ưng con này thì liên hệ qua số điện thoại với em nhé. Số lượng có một cây duy nhất thôi, không có nhiều. Đó, anh em nào mình kết con này thì liên hệ qua số điện thoại để chốt hàng nhé. Em xin cảm ơn toàn thể anh em.